Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của sản phẩm viên đạm sâm nhung Healing Chi đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều hòa, ổn định huyết áp cũng như là giảm cholesterol xấu trong cơ thể của chúng ta. Thưa các bạn, đối với những người mà gặp phải tình trạng huyết áp không ổn định, ở lúc cao, lúc thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ đúng không ạ? Và huyết áp không ổn định không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây ra nhiều rắc rối đến cuộc sống cũng như là công việc. Đồng thời, việc huyết áp không ổn định có thể là ảnh hưởng đến một vài vấn đề khác, chẳng hạn như là khiến cho lượng cholesterol xấu trong cơ thể của chúng ta tăng nhanh và từ đó thì dẫn đến nhiều triệu chứng, nhiều biến chứng khác gây nguy hiểm đối với sức khỏe của chúng ta. Thưa các bạn, sản phẩm đạm sâm nhung Healing Chi đến từ Hàn Quốc được xem như là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu trên thị trường, không chỉ là giúp cho người dùng tăng cường sức khỏe, tăng cường thể trạng mà còn hỗ trợ là điều trị được nhiều căn bệnh. Và trong đó thì việc điều hòa ổn định huyết áp cũng như là giảm cholesterol xấu là một trong những căn bệnh mà sản phẩm đạm sâm nhung Healing Chi có thể là hỗ trợ điều trị hiệu quả. Đúng như cái tên thì sản phẩm này thì được tổng hợp từ 3 nguyên liệu chính vô cùng quý hiếm, đó chính là nhân sâm, nấm linh chi và nhung hiêu. Bây giờ thì Kiều Anh sẽ giải thích kỹ hơn tới các bạn tại sao dòng sản phẩm này có thể giúp ổn định huyết áp, đồng thời là làm giảm cholesterol xấu. Đầu tiên, đó chính là thành phần nhân sâm. Nhân sâm thì vốn đã được biết đến là một trong những loại dược liệu, một trong những loại thành phần có chứa nhiều saponin cũng như là các hợp chất chống oxy hóa vô cùng có lợi cho cơ thể của chúng ta. Đồng thời trong nhân sâm còn chứa rất nhiều vitamin và các khoáng chất hữu ích khác. Và khi chúng ta sử dụng nhân sâm có trong viên đạm sâm nhung Healing Chi này, nó sẽ hỗ trợ là giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Đồng thời các hợp chất saponin có trong nhân sâm sẽ đi sâu vào trong cơ thể, giúp ngăn chặn tình trạng là huyết áp không ổn định cũng như là sự hình thành của các loại cholesterol xấu. Thứ hai, đó chính là nấm linh chi. Nấm linh chi thì vốn đã được biết đến là một trong những loại nấm vô cùng quý hiếm của Hàn Quốc và được sử dụng rất nhiều trong việc là chăm sóc sức khỏe cũng như là làm đẹp. Và trong nấm linh chi thì đã được chứng minh là có hơn 119 loại vi khoáng chất. Và các loại vi khoáng chất này thì có rất nhiều công dụng, mang đến những hiệu quả tức thì cho cơ thể của chúng ta. Và nấm linh chi cũng chính là một trong những thành phần giúp huyết áp của bạn được ổn định hơn, đồng thời là tăng cường sức khỏe một cách hiệu quả. Và thứ ba là nhung hiêu. Nhung hiêu được biết đến là một trong những loại thành phần giúp ổn định huyết áp, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, tai biến mạch máu não. Và khi sử dụng nhung hiêu sẽ giúp cho huyết áp của chúng ta được ổn định hơn. Thành phần của nhung hiêu có chứa 25 loại axit amin, estrogen, testosterone và 26 nguyên tố vi lượng khác giúp phòng ngừa bệnh tật, ăn ngủ tốt, điều hòa huyết áp hiệu quả. Vâng, và từ công dụng của 3 thành phần mà Kiều Anh vừa gợi ý bên trên thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời cũng như là đã kết hợp 3 thành phần này để cho ra đời dòng sản phẩm đạm sâm nhung Healing Chi như bên cạnh Kiều Anh đây. Và đây là một trong những dòng sản phẩm đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng mang lại hiệu quả tức thì cho người sử dụng chỉ sau 2 tháng. Đồng thời là tình trạng huyết áp không ổn định cũng như là cholesterol xấu tăng cao trong cơ thể đã được giảm đi đáng kể. Vâng, với sản phẩm này chỉ với một vỉ nhỏ như này thôi đã mang lại công dụng vô cùng tuyệt vời rồi đúng không ạ? Và tất nhiên, dòng sản phẩm này thì có mùi hương rất dễ chịu cũng như là vô cùng dễ uống. Và đặc biệt, đó chính là sản phẩm này thì được thiết kế ở dưới dạng vỉ vô cùng tiện lợi và nhỏ gọn như này. Mỗi khi mà chúng ta đi du lịch, đi công tác xa thì các bạn có thể là mang theo bên mình. Và các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh nhé, là với một sản phẩm tuyệt vời như này thì chúng ta cũng cần có những cách uống khác nhau. Đó chính là mỗi ngày chúng ta sẽ uống 2 lần, mỗi lần chúng ta uống 2 viên và chúng ta có thể là uống trước hoặc là sau khi ăn từ 15 cho đến là 20 phút. Vâng, và các bạn hãy nhớ thêm một điều nữa, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng một sản phẩm tuyệt vời như này thì cũng cần có một chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao hoàn hảo để có thể là giúp cho sức khỏe của chúng ta được hoàn hảo nhất, tốt nhất và ngăn chặn được nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Và để mua được sản phẩm đạm sâm nhung Healing Chi này thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm đạm sâm nhung Healing Chi đến từ Hàn Quốc này.
Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.